Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ đi tham quan cơ quan hàng không vũ trụ, nơi có chứa tên lửa to nhất thế giới đó các bạn ạ. Cùng khám phá với mình nhé. Mình rất hân hạnh khi được tham quan nơi đây. Yeah! Đến nơi rồi này các bạn ơi. Trời ơi, sao mà lớn thế này? To gấp ngàn tỷ lần nhà mình đấy các bạn ạ. Nơi này nhìn thật vĩ đại, tuyệt vời quá các bạn ơi. Cùng khám phá với mình nhé. Đây là bên trong tòa nhà này các bạn. Cũng không có gì các bạn nhỉ. Thưa các bạn ơi, nghe nói nơi đây chứa một tên lửa to nhất thế giới đấy các bạn ạ. Thật đáng sợ đúng không nào các bạn? Cùng mình đi tìm nó nhé. Đây là khu trung tâm NASA này các bạn. Đẹp quá các bạn ha. Đây là biểu tượng của NASA đấy các bạn. Bây giờ cùng mình đi tìm tên lửa to nhất thế giới nào. Yeah! Các bạn có thấy xa xa kia là cái gì không? Chính là nó đó các bạn ạ. Tên lửa to nhất thế giới. Ô là trời, mình đứng đây mà như là một con kiến này các bạn ạ. Người ta nói tên lửa này có thể nổ bất kỳ lúc nào, cho nên mình cũng hơi rèn đấy các bạn. Khổng lồ quá các bạn ơi. Đây là những khu trung tâm của NASA này các bạn. Mình được đứng trên mũi tên lửa này các bạn. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu các bạn muốn tham quan thêm lần nữa thì hãy bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Mình sẽ chỉ ID cho các bạn.